Dạ, con kính thưa Thầy, con có một điều thắc mắc xin được hỏi Thầy là con cũng chỉ mới có duyên đến với lớp học vài buổi, nhưng mà lớp học cũng đã giúp con rất là nhiều trong cuộc sống. Nhưng có một số điều thắc mắc, ví dụ như con hỏi là trong cuộc sống thì bình thường ai cũng phải sống có mục đích, có khát vọng hay là hoài bão, hay là những cái đam mê riêng của một người để họ lấy đó là mục đích cho cuộc sống. Nhưng mà theo như con hiểu thì có phải là những cái đam mê, những cái mục đích sống đó, nó cũng là cái mà tạo ra những cái chấp, hay là tạo ra cho mình những cái thất vọng, hay là những cái phiền não, những cái chấp trước khi mà mình không đạt được cái mục đích đó. Nếu như vậy thì có phải là mình sống không cần mục đích nữa hay không? Và điều thứ hai là con có một cái nỗi sợ, con không biết là làm sao mình thắng được nỗi sợ. Ví dụ như khi con ở một mình trong một ngôi nhà lớn mà vắng, và nửa đêm khi con tỉnh dậy thì con cảm thấy sợ hãi, vì ví dụ mình nhìn thấy những cái bóng cây ngoài cửa sổ gió đưa rồi. Thì lúc đó trở về với thực tại, tức là con phải nhìn sâu vào nỗi sợ của mình để mà đối diện với nó, hay là con phải cố vượt qua? Bởi vì lúc đó nếu như con dũng cảm, con nhìn thẳng vào nỗi sợ của mình thì con lại thấy sợ thêm. Cái thứ nhất là trong cuộc sống mình á, sợ gì mà nó có phát sinh lên cái những cái ước vọng hay là những cái tham muốn, thì thực ra trong đó nó mình phải nhìn lại cho thật kỹ. Tại sao mà mình cũng là nó liên hệ tới cái câu mà tại sao mà mình lại phải nhìn lại cái thân thọ tâm pháp. Tại vì á, khi mình nhìn lại thân thọ tâm pháp á, mình mới thấy rõ ra được hai điều. Một á là cái gì là nhu cầu thật sự, còn cái gì đó là cái ảo tưởng, tức là cái tham vọng, vọng tưởng. Cái mà mình mà tham vọng hay là vọng tưởng đó, là cái đó là do mình chưa có, chưa biết, cho nên đó là luôn là mình có một cái tâm là muốn khám phá, muốn biết, muốn đạt được, muốn thấy ra. Đó là một cái động cơ, một cái động lực mà thúc đẩy con người là khám phá cuộc sống. Thực ra cái đó nó cũng có một cái giá trị của nó trong á. Cái giá trị là khi mà mình chưa biết sự thật thì nó là có một cái lực luôn là thúc đẩy để cho mình khám phá ra sự thật. Thì cái đó nó là một cái tham vọng. Cái tham vọng đó có thể là những tưởng tượng mình không đâu vào đâu hết á. Tuy nhiên á, là nó cũng có một giá trị của nó, đó là cái giá trị thúc đẩy cho mình đi khám phá sự thật. Thế nhưng mà cái nếu mà mình không thấy ra được cái ý nghĩa là đó là cái thúc đẩy để mà đưa đến cái khám phá sự thật á, thì mình lại là rơi vào tham vọng thật. Rơi vào tham vọng thật, tức là mình tưởng đâu là cái này là sẽ tốt, cái kia là thế này thế kia, cho nên là cái này thì mình dẹp đi là sân, cái này mình muốn đạt được là tham. Thì nếu như mình đặt cái mục đích ở cái chỗ đạt được của tham và sân á, thì nó sẽ không tới đâu hết. Nhưng mà nếu cái động lực đó là cái động lực để thúc đẩy để mình khám phá ra sự thật á, thì nó lại là tốt. Chứ còn trong khi mà mình quan sát lại thân thọ tâm pháp á, thì mình sẽ thấy là cái gì là cái mà cái nhu cầu thật sự. Ví dụ bây giờ mình đói bụng quá thì tự nhiên là mình phải đi kiếm gì ăn, hay là đi nấu ăn, hay đi làm cái gì đó. Thì cái đó là một cái thúc đẩy tự nhiên. Thì mình không có phân biệt ra được cái nào là cái mà thúc đẩy tự nhiên. Thực ra nếu mà mình hoàn toàn sáng suốt thì mình vẫn khám phá ra được cuộc sống hết. Mình vẫn khám phá ra được cuộc sống. Nếu mình đã
đã đạt đến cái chỗ mà hoàn toàn sáng suốt. Nhưng mà khổ một cái nỗi đó, là để đạt được cái sáng suốt hoàn toàn đó thì lại là phải trải qua những cái sai lầm. Bởi vì là cái đúng nó lại là do điều chỉnh nhận thức và hành vi. Do mình điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi qua cái quá trình mà mình thấy sai hay là mình làm sai, để mà mình điều chỉnh lại. Cho nên khi mà một cái người mà đã biết được cuộc sống là một cái bài học để giác ngộ, thì đó chính là một trong những cái ý nghĩa mà tại sao Đức Phật Ngài chỉ nói là mình chỉ thấy tham thì mình thấy tham, sân thì mình thấy sân thôi. Là bởi vì á, thực ra khi mình chưa thấy sự thật á, thì cái tham với cái sân, cái bản ngã, nó cũng là một chuyện tự nhiên, nó cũng là một cái thúc đẩy tự nhiên. Mà bây giờ mình cần phải thấy ra thôi, cần thấy ra để thấy rằng là cái này là một cái thúc đẩy của cái dục vọng, của ảo vọng, còn cái này là một cái thôi thúc của một cái nhu cầu. Thì cái đó là chỉ có cái người mà có chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp mới khám phá ra được cái điều đó. Nhưng mà khi khám phá ra đấy thì vẫn là như thế nào mình vẫn để như vậy, tức là mình vẫn trả pháp lại cho pháp. Cái người mà đi đến giác ngộ càng cao thì càng để yên cho pháp như thế nào là nói như vậy. Mà cái người mà càng tranh đấu nhiều chừng nào, càng cố gắng phải thế này thế kia như chừng nào, thì cái trình độ nhận thức của họ về pháp là càng còn nhiều cái ảo tưởng, còn nhiều cái vô minh ái dục. Cho nên nó là cái nguyên lý vẫn là trở về để mà muốn khám phá. Thật ra khám phá trời đất chính là khám phá nơi mình, khám phá ở nơi cái thân thọ tâm pháp thì sẽ thấy ra được mọi thứ. Khi mình mà sở dĩ mà mình thấy một cái người rồi mình ghét họ, rồi mình lên án họ, mình cho họ là sai lầm tội lỗi, là người đó chưa biết mình. Người nào mà biết mình rồi á, thật sự biết mình càng sâu xa chừng nào đó, thì càng nhìn người khác với một cái tâm hoàn toàn là từ bi và thông cảm. Thông cảm là bởi vì là ai cũng có những cái sai lầm đó. Bây giờ họ đang sai lầm, họ chưa nhận thức ra được, cho nên họ vẫn còn sai lầm và họ vẫn còn đau khổ. Thì vì họ sai lầm, họ đau khổ, cho nên mình lại còn có lòng từ bi đối với họ, cảm thông với họ, chứ không hề ghét. Một cái người mà tu hành lên càng cao thì càng thương chúng sanh, chứ không có ai mà nói là cái người nó xấu xa tội lỗi cho nên đồ nó là cái đồ mà cho nó đi địa ngục cái cho rồi. Lúc đó không có cái tâm như vậy nữa, mà là cảm thông với tất cả chúng sanh, bởi vì biết rằng là cái trình độ của chúng sanh đó đang học cái bài học như vậy. Vì vậy cho nên là cái bài kinh tứ niệm xứ mới là điều kỳ lạ. Sở dĩ mà thầy đặt cái câu hỏi này bởi vì đó là một điều rất kỳ lạ. Kỳ lạ là chỉ thấy thôi, tức là nếu con có tham vọng thì con cứ thấy là cái tham vọng nó đang như thế nào, nó muốn làm gì. Thì nếu như mình thấy ra rồi á thì tự nhiên mình thôi. Nhưng mà nếu mình chưa thấy ra thì tham vọng nó vẫn cứ đi làm. Nó cứ đi làm rồi nó sẽ học ra cái bài học từ cái nhân quả của cái việc mà nó làm. Thành ra rốt cuộc á là vẫn không sao cả. Tức là hễ mà cái người mà chưa thấy ra được sự thật còn mê muội thì còn làm sai thì cái nhân quả của cái đúng cái sai đó nó sẽ điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi của họ. Thành ra họ chỉ là giác ngộ chậm hơn. Nếu như một người thấy ra trước thì bây giờ họ có thể sống ung dung tự tại hơn. Còn một người chưa thấy ra thì họ lại phải là đi khám phá, phải trải qua những cái phiền não khổ đau đủ thứ vậy thôi. Vì vậy cho nên là vẫn chỉ phải thấy mình như thế nào thôi, chứ đừng có vội mà cố gắng mà bắt mình phải thế này thế kia để mà được cái này cái nọ. Là cái đó cũng là một cái dục vọng, mà cái dục vọng đó rồi họ sẽ trả những cái quả của dục vọng đó.
Rồi họ cũng thấy ra. Nhưng mà không ai không trải qua sai lầm và đau khổ mà có thể giác ngộ được cả. Đó là lý do vì sao mà không có một người nào mà thành Phật liền, mà là phải trải qua nhiều cái kiếp luân hồi thì cái đó mới là giác ngộ giải thoát được. Nói về cái từ tánh, nói về cái dòng pháp á, thì nó vẫn ngay ở đây, chứ không phải là nó đi đâu mất. Cái khi mà cái ảo tưởng nó khởi lên thì thực ra đó chỉ có cái ảo tưởng thôi, chứ trên thực tế đó thì nó vẫn là ở trong cái dòng pháp này, phải không? Trên thực tế vẫn là dòng pháp, tức là mình tưởng là cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, thì cho mình tưởng là con rắn rồi mình sợ hãi, nhưng mà trên thực tế nó vẫn là sợi dây. Chẳng phải lúc mà mình tưởng ra cái ảo tưởng sợi dây rồi một cái, cái con rắn rồi một cái thì sợi dây nó không có, nó sợi dây vẫn là sợi dây. Tức là luôn luôn là mình vẫn ở trong thực tánh pháp, mà tại vì mình vọng tưởng cho nên mình cứ thấy, mình chỉ biết cái vọng tưởng đó thôi, mình chỉ là thăng trầm trong cái vọng tưởng đó thôi. Do đó đó mà Đức Phật ngài vẫn là phải dạy là chỉ cứ ngay nơi thân thọ tâm pháp mà thấy, thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ thấy ra được cái gì là ảo, cái gì là chân. Cái thứ hai á, là khi mà con sợ hãi, tất nhiên cái sợ hãi đó nó có rất nhiều lý do, có rất nhiều cái lý do trong cái quá trình mà nghiệp báo của mình á, tạo nghiệp như thế nào đó, cho nên bây giờ là mình sợ hãi, có cái sợ hãi đó. Nhưng bây giờ cái cách để mà đối trị sợ hãi tốt nhất đó là lắng nghe cái sự sợ hãi đó, tức là trở về tròn vẹn với cái sự sợ hãi đó. Bởi vì á, cái sợ hãi hay là sân hận hay là tất cả mọi thứ đó, là khi nó phát ra đó thì nó bị dính mắc vào cái đối tượng của nó. Thí dụ như sợ là con sợ gì, sợ ma chẳng hạn, sợ bóng tối chẳng hạn, sợ cái gì mình không biết chẳng hạn, sợ một cái gì rủi ro chẳng hạn, thì tất cả những cái đó đều là những cái mà mình tưởng tượng ra bên ngoài, tức là đối tượng đó là đối tượng ở bên ngoài. Thì cái mà cũng là cái nguyên lý mà tứ niệm xứ là trở về với thân thọ tâm pháp, trở về lại lắng nghe lại thân mình, lắng nghe lại cảm giác ở nơi mình, lắng nghe lại cái nội tâm của mình lúc đó như thế nào, tất cả những cái trạng thái của cái thân thọ tâm pháp này lúc đó như thế nào, thì tự nhiên nó không chạy ra ngoài nữa. Mà không chạy ra ngoài nữa thì nó không sợ những cái bóng tối hay những cái bên ngoài, bởi vì cái bên ngoài lúc đó vẫn là tưởng tượng thôi, phải không? Bởi vì ma mình đâu có thấy, mình cũng chưa thấy, mà cái gì đó mình tưởng tượng bên ngoài đó thì tất cả những cái đó đều mình tự vẽ ra thôi, cho nó không phải là có thật. Thế thì cái hướng mà nó cứ đi ra hướng ra ngoài á, thì nó cứ vẽ ra ngoài. Cho nên á, trở về tròn vẹn với thân thọ tâm pháp thì đó là cái cách con có cách mà con nói hồi nãy, là mình đối diện can đảm mà đối diện với nó đó. Thực ra không phải can đảm đối diện, bởi vì mình tưởng tượng con ma, mà con ma đâu có thiệt đâu mà mình đối diện với nó mà mình đối diện với cái tâm mà tưởng tượng ra con ma, tức là mình vẫn đối diện với mình thôi, chứ không phải đối diện với ai cả. Còn á, nhiều khi á, tại vì mình đâu có biết ma là cái gì còn nhiều khi giả sử như một cái người đó đi trên đường mà sợ ma quá đi, cho nên á là cứ thấy mình đi một mình nó quá lo lắng, thì tự nhiên có một người đi cùng với mình, thôi là mình hết lo, đi hết đường rồi mà cái người đó biến mất, té ra là nãy giờ mình đi với con ma nhưng mà khi mình đi chung với con ma đó thì mình lại không sợ nữa. Nên nhiều khi ma thiệt là mình lại không sợ mà ma là mình sợ là do mình tưởng tượng ra, phải không? Trở về và nhìn lại mình á thì tự nhiên nó hết sợ. Nó đối diện ở đây á, càng đạm không phải là càng đạm gì hết trơn á, mà là trở về đối diện với chính cái mà phát sinh ra,
cái tâm mà phát sinh ra cái sờ đó đó, thì bây giờ lắng nghe lại chính cái sờ đó, thì đó cũng là ý nghĩa của tứ niệm xứ đó. Rồi ai hỏi tiếp? Con hiểu chưa? Sáng đây thầy nhắc lại một chuyện, tức là mặc dù là Đức Phật ngài nói là cái thực tại mà mình phải trở về đó chính là cái thực tại mà trong đó gồm có thân, có thọ, có tâm, có pháp. Đó là những cái yếu tố mà đang vận hành trong cái bản thân mình đây. Thế nhưng mà trong bài kinh Đức Phật không hề nói rằng là chỉ niệm thân thôi, hay là chỉ niệm thọ thôi, hay chỉ niệm tâm thôi, hay chỉ niệm pháp thôi, không hề có nói như vậy. Trong cái bài kinh tứ niệm xứ không có cái đoạn nào mà nói như vậy cả, mà là trở về với chính mình. Thì khi trở về với chính mình, ví dụ như bây giờ thầy đang đi, thì lúc chính mình đó là đang đi, thì lúc mà mình đang đi như thế này á, hay là đang nói như thế này á, thì trở về tức là mình, tức là mình tròn vẹn với việc nói. Chứ giờ trở về nói là trở về làm sao? Giờ đang nói mà trở về nói là làm sao? Có người nói như thế này là bình thường á, thì vì đó chánh niệm tỉnh giác được, nhưng mà khi ngồi viết văn á là không chánh niệm tỉnh giác được. Nói vậy là nghĩa là sao? Nói vậy nghĩa là sao? Tức là chánh niệm tỉnh giác là một cái gì? Tại sao lúc đó lại không chánh niệm tỉnh giác được? Bởi vì đơn giản chánh niệm tỉnh giác tức là bây giờ viết văn thì trở về tròn vẹn trong sáng trong cái viết văn đó, vậy thì tại sao mà nó không được? Bây giờ lái xe thì trở về tròn vẹn trong sáng với cái lái xe đó, thì tại sao lại không được? Không có cái gì không được cả, không có cái gì mà không được hết. Tại vì mình hiểu chánh niệm tức là mình phải giữ cái tâm như thế nào đó, do đó khi viết văn là không giữ được cái tâm đó, như vậy là sai rồi đó. Hiểu như vậy là sai rồi đó, đúng không? Chứ đâu có giữ cái gì đâu, bởi vì chánh niệm chỉ là trở về với tròn vẹn với cái việc mà viết đó, vậy thôi. Mà thực ra là khi mà mình mà ngồi viết mà hoàn toàn tròn vẹn trong sáng đó thì là viết cực kỳ hay. Còn khi mà cái tâm mà mình viết mà bị chi phối chuyện này, bị chi phối chuyện kia đó, thì lúc đó mình không có tròn vẹn được với cái viết đó. Tức là cái viết nó mình viết đường chút thì bị cái khác chi phối, viết chút thì bị cái khác chi phối, thì cái mà không bị chi phối đó đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Chứ đâu phải là phải chứ lúc đó là chánh niệm tỉnh giác làm sao mà lại không được. Cho nên đó là khi nói thân thọ tâm pháp, tức là mình chỉ cần cái chính yếu là cái mà biết trở về tròn vẹn trong sáng, cái đó là cái chính. Chứ còn lúc đó là thân hay thọ hay tâm hay pháp á, là chuyện đó tùy duyên. Thí dụ đang đi thì lúc đó là niệm thân, nhưng mà đi mà đạp một cục sỏi đau chân thì lúc đó là thấy thọ. Mà đau chân quá rồi đâm ra là tự nhiên cái tâm mình nổi sân, là nói ai mà đi bỏ cái gai giữa đường như thế này, cho nên nó nổi sân thì mình lại thấy sân. Thì đại khái vậy thôi. Tức là cái gì mà nó đang khởi lên rõ ràng, cái đối tượng đó trở nên rõ ràng thì mình thấy, vậy thôi. Còn nếu như giả sử như mình không cần đối tượng gì cả, mình để cái tâm mình hoàn toàn rỗng lặng trong sáng thôi thì cũng vẫn cứ được, chứ không sao hết. Bởi vì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chỉ là mình trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình thôi. Mà nói là chính mình không có nghĩa là chỉ là rõ ràng trong sáng bên trong, mà chính mình ở đây đó là chính mình trong cái quan hệ với cái đối tượng bên ngoài, với những cái hoàn cảnh bên ngoài. Ví dụ như mình nghe một bản nhạc, mình mở tivi lên mình coi, thì lúc đó đó nó bị cái âm thanh của cái bản nhạc đó nó hay quá, nó làm cho mình có thể là bị mê mờ đi. Tức là mê mờ đi là gì? Mê mờ đi tức là cái sự cuốn hút của nó đó làm cho mình quên mình đi. Hoặc là một cái cảnh ở trong cái phim làm cho mình nổi sân lên. Vì cái phim đó nó đang
chiếu một cái cảnh gì đó mà làm cho mình nổi sân lên. Thì cái người mà chánh niệm tỉnh giác á, là cái người khởi sân lên là thấy khởi sân lên, hay là bị cuốn hút thì bị, là biết là mình bị cuốn hút. Thì cái người đó đó, khi mà đã nhận ra được cái điều đó đó, thì người đó vẫn tiếp tục nghe nhạc, vẫn thấy hay, nhưng mà mình vẫn là hoàn toàn tròn vẹn và trong sáng ở nơi chính mình. Đó, cái đó thì là mỗi người phải tự khám phá lấy nè. Có khi mình đi ngoài đường, mọi những chuyện xung quanh nó rất là ồn ào, rất là náo nhiệt, có thể nói là lung tung. Ví dụ như mình đi bị kẹt xe chẳng hạn, thế mình đi mình kẹt xe cái thì là người thì cứ lấn qua, người thì lấn lại, có thể làm cho mình bực mình, có thể làm cho mình nôn nóng là về nhà không kịp, có thể là mình bị trễ học, cho nên nó đâm ra mình cứ bị nôn nóng. Thì lúc đó đó là mình bị đánh mất mình. Nhưng mà nếu như lúc đó đó mình thực sự tròn vẹn lắng nghe lại mình, biết rõ mình, tròn vẹn với chính mình, thì lúc đó đó mình sẽ thấy rằng là ở giữa cái dòng người như vậy, ở giữa những cái mà nó đang là phức tạp như vậy, mình vẫn hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng. Mà khi mình rỗng lặng trong sáng đó, là không bị những cái áp lực nữa. Cái áp lực của cái bây giờ mình có, mình ngồi đây mà mình cứ ngồi mà cứ lo là về nhà không kịp thì cũng như không. Cho nên người Ấn Độ là hay lắm. Người Ấn Độ là kẹt xe cái là no problem, không sao hết, ngồi xuống đó chơi, không có sao hết, bình thường, không có sao hết. Cái câu đó là cái câu mà người Ấn Độ nào cũng biết hết trơn, cho dù một người bình dân gì cũng biết cái câu đó, không có vấn đề gì hết. Để thôi, còn mình thì là cứ là chạy xe lên tìm cách mà đi cho được. Nhưng mà tìm cách đi cho được chừng nào thì cái chỗ kẹt xe nó càng kẹt thêm nữa. Tại vì cho nên người ta gọi là nếm đó, nếm là vậy đó, nếm tức là cứ nếm vô thêm vô nữa. Một hồi là không có cảnh sát mà đứng đó mà bắt bên này đứng lại, bên cho bên kia chạy đó, thì không bao giờ có thể đi được. Bảo đảm là cứ ngày này qua ngày khác là cứ đứng đó thôi. Kẹt xe của mình đó. À, tại vì người nào cũng cứ muốn đi, nhưng mà càng đi thì lại càng là kẹt vô. Một cái ngã tư mà càng tới thì càng tới thì nó nêm ở giữa đó, nó chạy đâu được nữa. À, cho nên lúc đó là phải có cái anh cảnh sát, anh mới bắt bên này đứng lại cái đã này, phải cho bên này chạy. À, thì khi đó mới là được, phải là giải tỏa ra mới được. Chứ còn không á là người nào cũng cứ vậy hết trơn. Thì người ta là thiếu ý thức, thiếu cái biết mình. Mình bây giờ không biết là nó bị cái gì lôi đó. Mà là rất ít trầm tịnh, rất ít biết mình. Đi ngoài đường là mình biết điều, thấy điều đó rất rõ. Người ta rất ít trầm tịnh. Và khi mà người ta không trầm tịnh á, thì người ta không thể nào mà có từ bi được. Tức là không thể nào mà có tình thương yêu với thông cảm với nhường nhịn được. Một chiếc xe đi trước, nó đã là chiếc xe tải thì đúng ra là không được đi trên cái lên này. Nhưng mà đó, chiếc xe sau á là đi đúng cái lên này mà vẫn là bóp coi quá trời, vẫn không cho qua. Không cho qua thì phải là đi vòng qua bên phải, mà vòng qua bên phải là phạm luật thì bị phạt. Mà nếu mà không qua đó thì cứ đi sau chiếc xe đó hoài thì cũng không được. À, cho nên là con người mình nó rất là thiếu biết mình, thiếu cái mà cái chánh niệm tỉnh giác đó. Mình cứ tưởng là cái chuyện mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này là cái chuyện mà tu đồ lên trên núi đó. Không phải. Mà là ở ngoài đường đó, mà đi xe đi đồ đó, mà nếu mình chánh niệm tỉnh giác đó, là sẽ rất là hay. Thầy thấy là ví dụ như một cái nước cũng trong cái Đông Nam Á của mình, đó là Mã Lai chẳng hạn. Mình qua bên đó là mình thấy đi đường xá đâu đó rất là đàng hoàng. Còn qua bên Úc thì là khi nào là xe cho dù là có thể là cũng vẫn có ùn tắc, nhưng mà ùn tắc không có nghĩa là nêm.
mà chiếc xe này là đến sau, thì đầu phải cách chiếc xe kia một cái khoảng mà một chiếc xe khác có thể đi qua được. Bởi vì lỡ như trong cái số mà đầu xe này này mà có một người bị bệnh, bị đột quỵ hay là cái gì đó, thì lúc đó là xe cứu thương đó là có thể tới được, hoặc là chiếc xe đó nó có thể là chạy ra được. Cho nên ở bên họ là luôn luôn có cái gọi là cái keep clear, tức là phải giữ được một cái khoảng trống. Còn mình là không có cái khoảng trống đó. mình là cứ nêm vô thôi chứ không có khoảng trống đó. À, cho nên là cái mà từ biết mình đó đơn giản là có từ biết mình thôi. Biết mình thôi thì mình là thiếu cái biết mình đó rất nhiều. Mà bây giờ này, bát ngã với vô ngã thì nằm trong đó. Cho đừng nói vô ngã cái gì cao siêu chi. Vô ngã trong đó, tức là một người mà biết rõ ràng minh bạch, để đừng có trong tình trạng đó mà còn nêm vô nữa đó. Thì cái biểu hiện cái vô ngã nằm trong đó, biểu hiện cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nằm trong đó. Cho nên nó là một cái rất là thực tiễn trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là một cái chuyện mà quá xa vời. Nếu lúc đó mà mình chỉ niệm thân thôi thì không thể được, mà lúc đó là phải niệm toàn thân mình, tức là toàn bộ thân thọ tâm pháp. Cái gì như thế nào đang lúc đó, cái gì để xảy ra là mình phải biết hết, chứ không thể nào mà nói là lúc đó mà ngồi mình niệm thọ được là không có đâu. Mà đi lái xe ngoài đường là không thể nào niệm thọ được, mà là phải là cả thân thọ tâm pháp. Chứ không có niềm thân riêng, niềm thọ riêng, niềm tâm riêng, niềm pháp riêng gì cả. Vì cuộc sống là toàn diện, chứ cuộc sống không phải là mình tách rời ra. Chỉ một lúc nào đó, như hồi nãy thầy nói đó, tức là pháp đối trị thì được. Tức là cái lúc đó mình có một cái cơn đau, mà cái cơn đau đó mình, bây giờ mình không làm cách khác nào khác được, chỉ có là phải tròn vẹn với cơn đau đó. Cho nên lúc đó là niềm thọ. Cái niềm thọ đó nó có thể là kéo dài một thời gian khá dài, nhưng mà đó là điều kiện tự nhiên phải niềm thọ, chứ không phải tự ý mình là đặt ra niềm thọ mà niệm. Thân cũng vậy, mình đi bộ cả một khoảng đường dài thì tại sao mình lại không tròn vẹn với cái việc mình đi bộ, đó là cái chính. Nhưng mà khi mình đi bộ đó có những chuyện gì xảy ra, ví dụ như có một người bạn chào mình vẫn có thể là chào hỏi lại được. Khi chào hỏi thì mình vui vẻ, mình vẫn biết rõ là mình đang vui vẻ. Như vậy thành ra niệm tấm. Gặp cái người bạn mình cảm thấy là hoan hỷ thích thú thì đó là niệm thọ. Như vậy thì là thân thọ tâm pháp gì là không có giới hạn. Mà cái gì đang diễn ra thì cái đó mình thấy. Có khi thấy cả cùng một lần. Cùng một lần ở đây không có nghĩa là nó nhất định là cùng một lúc. Nhưng mà cùng một lần ở đây tức là cùng trên một cái diễn biến của sự kiện đó là mình đều thấy hết. Cái đó mới là đúng là thân thọ tâm pháp. Chứ đừng có tách rời, đừng có theo một cái phương pháp rồi cứ tách rời ra là nó không nên. Làm như vậy nó giới hạn cái tầm nhìn của mình lại. Và nó mất tự nhiên, cái gì mà mất tự nhiên, cái gì mà bị giới hạn lại thì cái đó làm cho mình không có thể mà thông suốt được bản thân mình. Rồi, tiếp tục.